Đi qua đây nè. Dạ. Mở điện tử mình đi ra mấy sao đi xem. Tao đi đâu? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, từng hồi chuông hương vang vọng như nhắc nhở chúng con hoài niệm về một bậc ân sư 47 năm. Ôi ngần ấy thời gian đằng đẵng qua rồi, nhưng lòng chúng con vẫn sâu xa nhớ ngài thầy viên tịch. Kính bạch chư tôn đức ân sư, vị sư hiền khả kính của chúng con chắc chắn đã từng uống được dòng nước cam lộ từ đầu nguồn chảy tràn. Thưa hẳn sứ mạng đức thầy, trụ Như Lai sư, trì Như Lai
tạng đã khai mở dòng sư đạo và truyền trao cho sư thầy chúng con để ngày nay ngôi giả lam ngọc hòa nghiêm trang tỏa sáng và chúng con được ân chiêm lợi lạc không ngặt mé không kề xích. Chúng con nguyện ghi lòng và tri ân công đức truyền đăng giáo pháp cho chúng con mỗi ngày từng phút từng giây trong muôn ngàn lẽ sống. Cho nên hôm nay ngày giờ của ân sư, chúng con xin thắp nén tâm hương, dâng lời cảm niệm và cung kính thỉnh rước chư tôn đức về chứng minh và cầu siêu phạt độ. Đó là lý do buổi lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, và trong giờ phút thiêng liêng này, con kính thỉnh chư tôn đức chứng minh cho Phật tử thiện quyết dâng lời các bạch tưởng niệm ân sư một Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lại đức tôn sư Minh Đăng Quang và giác tinh chư đức thầy, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử. Trước bảo điện trầm lặng trang nghiêm, lời nói đầu tiên của toàn thể Phật tử Ngọc Hòa chúng con nhất thiết cung kính, nhất tâm đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và có lời chào mừng toàn thể chư Phật tử hiện trong liên tục và không gian có vận hành trong tương quan. Nhưng nén hương lòng vẫn bắt đầu lan tỏa trong tinh cảnh hương hoa đầy đạo vị. Giờ phục mặt niềm thiêng liêng lại trở về trong tâm tư của những người con mến đạo. Hàng vạn con tim quy kính phải sụt sùi rơi lệ trước chân dung uy nghi của một bậc thầy cao cả đã nối gót tôn sư phát huy giáo pháp tăng già. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, biết nói gì, biết nghĩ gì, làm gì hơn một niềm liên tiếp xa xôi. Những tâm trạng đơn côi mất người từ phụ đành rằng có sanh có bại có diệt có hiểm ác có đi, nhưng sự ra đi của người đã làm cho Phật tử Ngọc Hòa con ngặt ngùi nhớ công. Sự đi con ở lại trần có qua hứa lệ thế nhân nào lòng vẫn biết nhân sanh từ cổ thì vô tự lưu thụ đăng tăng chiếu hạng thanh. Nhưng thực tế chúng con như vậy chim lạc mẹ thì làm sao tránh khỏi sự liên tiếp nhớ thương. Hôm nay dưới các hoàng được trở trên làng hương sông Nguyện Hòa, dưới ánh nến lung linh chúng con còn được cái diện phúc vô vàn có ngôi nhà đa hạnh như vậy. Để giờ này vừa kề bên lối các bậc chân sư thì không làm sao ngăn được dòng lệ xúc cảm của những kỷ niệm năm xưa. Kinh bạch chư tôn đức liệt vị, nhớ năm nào nở đây chỉ là một cụ sình lầy nước đồng cây cỏ sầm uất, thì lành có tiếng chim kêu đêm thì bão côn trùng trên rì, một cảnh tượng quang quanh lạnh lùng trong một bóng người lai vàng. Đại đức đã dừng bước phiêu linh, bộ bình y rực ánh nắng vàng trang hòa trên lốt đất cô tịch. Đàn chim sẽ hân hoan mừng đón ánh từ quán cho một ngày mới bắt đầu. Từ đó trong lớp áo người tu sĩ du phương, thầy đem tình thương thức tình bao cõi lòng tâm tôi.
mở dòng sông đầy đạo quyền cho ngôi tình xa Ngọc Hòa ngày một đến thời sắc. Tình xa ngát mùi hương, con về kết tình thương cho đời thêm qua đau ngày mai tắt đường. Lòng từ chưa thắm tròn công việc còn dở dang, thế mà thầy đã sớm giống tiền bạc nhãi nhẹ bước về tinh đô, gửi lại nơi phù trầm này trong quen niềm kính tiếc nhớ thương cho chúng con. Ôi cao cả thai quý quá thai, người cha hiền cả kính của chúng con ơi, người đã viết lên một trang sử hùng tráng nhất, một bậc lãnh đạo tinh thần cả kính, đã xây dựng một cộng đồng đạo đức rạng rỡ, lòng đại bi kim tự và hướng hành độ tha tròn sáng của đại đức đánh cho hàng Phật tử chúng con tuyên dương sùng mô. Lại thầy cho con nói gõ tâm mình trong suối tình thương, lại thầy cho con ánh sáng con đã tập nhận ánh dương. Kinh bạch chư tôn đức tăng ni, trước sự hiện diện chứng minh của quý ngài, chúng con xin nguyện học hòa hành trong muôn ngàn hành lành của chư tôn đức chỉ dạy, để xứng đáng là một Phật tử thuần thành, một mẫu người đạo đức của xã hội. Hôm nay những ngày kỷ niệm 47 năm cố đại đức Giác Lai viên tịch, dưới tháp vàng của đức bổn sư trong khói hương quyền diệu, chúng con thành tâm đốt nén hương linh kính dâng về bậc hiền sư cao cả, đã góp công tôi bồi nền đạo pháp và nguyện cầu đại hồng ân tăng bao tỳ từ gia hộ cho chư tôn đức tăng ni hiện tiền được trí huệ quang minh kiếp hiện sinh đắc thành đạo hòa, để truyền tiếp ánh sáng chân lý diệu dắt chúng con cùng chữ thiền nam tín nữ trong đại gia đình Phật tử, vai chung vai tay chung tay gánh vác gia bảo của đức từ cô phát huy tinh thần hộ trì Phật pháp, hầu xây dựng một đời sống nhu hòa không hận thù tranh chấp, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đều được sống an vui trong bầu trời từ bi trí tuệ của Phật tổ như nay. Kính bạch chư tôn đức, vừa qua Phật tử Thiện Quy đã thay lời cho toàn thể Phật tử dân tác bạch từ niệm ân sư đầy cảm xúc, và vào giờ này ngọ thời đã được, chúng con kính dân tác bạch nhường một phần. Thập phương thường trụ tam bảo chứng minh, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh trang hòa ánh đạo vàng hòa vào màu quần y giải thoát, chúng con cảm nhận niềm hạnh phúc vô biên chứa trang tận nguồn tâm, được về tịnh xá Ngọc Hòa cung đón quý ngài nhân ngày lễ tưởng niệm 47 năm cố đại đức Giác Linh viên tịch năm 1972-2019. Được núp bóng dưới tàn cây mát, được chở che trên vạn nẻo đường, quý ngài tựa thể ánh dương sáng soi mọi bước dặm đường con đi, tạo môi trường thuận lợi cho chúng con gieo hạt vào trường phước. Quý ngài là thạch trụ của thiền môn, là nơi nương tựa vững chắc cho hàng Phật tử chúng con quy hướng. Quỳ đây trước Phật đài tỏa sáng ánh từ quang, chúng con xin các ngài quan thị chứng minh cho lòng thành kính của tất cả chúng con. Đây, hương đăng hoa quả phẩm thực này do tự tay chúng con làm ra bằng đời sống lương thiện trong sạch, thành tâm hiến cúng trên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng và hiện tiền chư tôn thiền đức.
quý xin quý ngài chứng minh nạp thọ, đặng thừa tư chúc phước lành hồi hướng cho giáp linh cố đại đức cùng ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh đều trọn phần phước lạc. Nguyện đem tấm phước này hồi hướng cầu an cho tất cả chư Phật tử phát thiện tâm hôm nay, bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện tùng tâm kiết tường như ý, cầu xin cho thế giới hòa bình, nhân sanh hạnh phúc, xin cho siêu dương thới cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua Phật tử Diệu Hoàng Thanh đã dâng lời các bạch cúng dường, và để cho Phật tử chúng con được trọn vẹn công đức, chúng con xin dâng tài kinh cúng dường và cầu nguyện. Mô Phật. Cùng nam nữ Phật tử, hôm nay hòa thượng Giác Tánh viện chủ tỉnh Sách Thập Quang long trọng cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng ni về tỉnh Sách Thập Quang để long trọng tổ chức kỷ niệm lần thứ 47 năm ngài cố thượng tọa Giác Lai Viên Phật. Tôi xin long trọng và giới thiệu hòa thượng Giác Tánh là ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng là ủy viên ban hoằng pháp của trung ương. Nhân lễ kỷ niệm này, hòa thượng có vài lời kinh pháp để long trọng và chứng minh cũng như giới thiệu các công hạnh của hòa thượng Giác Lai khi đã trở về mảnh đất này, và hình ảnh đó mãi mãi còn mãi trong tâm tư nguyện vọng. Đại Lam cho quý hòa thượng chứng minh. Sau đây nhà sư xin trước hết là tán thán công đức chư nam nữ Phật tử tỉnh Sáng Học Hòa đã hộ trì Tam Bảo và lo lắng phụng sự cũng như tôn tạo xây dựng tỉnh Sáng Học Hòa mỗi ngày được càng đang tốt đẹp và tinh tấn tu tập trong thời gian qua, cũng như phát tâm cúng dường trong ngày lễ tưởng niệm hôm nay. Xin hồi hướng công đức này cho quý Phật tử được sở cầu sở ý thành tựu viên mãn. Thưa quý vị, vì giờ này nó cũng đã khá trưa, 15 phút nữa là 12 giờ, cho nên cái thời gian này nó không thích hợp để giảng dạy Phật pháp cho quý Phật tử được nghe. Nhưng với tâm nguyện của quý Phật tử phát tâm về để cúng dường nghe pháp trong ngày lễ tưởng niệm hôm nay, nhà sư xin trích dẫn lời Phật dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn: Phẩm quang minh biến chiếu cao quý Đức Vương Bồ Tát, Đức Phật có dạy rằng: Này thiện nam tử, có hai hạng người được gọi là hy hữu Hoa Lưu Đàm. Một là những người biết kiến tạo những cái mới, và hai là những người biết giữ gìn trùng tu tôn tạo những cái cũ. Lời tán dương ca ngợi đó cũng chính là lời động viên nhắc nhở cho chúng ta về cái tinh thần tri ân đối với các bậc tiền nhân, những người đã có công đối với chúng ta. Ở đây tỉnh Sáng Ngọc Hòa đầu tiên do thượng tọa Giác Lai khai